Ủa bay được mấy đứa rồi anh nào? Bay được mấy đứa rồi? Ủa nó vẫn cho nhập cảnh thôi à? Anh Hải vô lên hết chưa? Đây là gì mà về? Dừng lên. Lên về làm gì cho nó bắt cách ly? Nó sọc mở cửa đó hả? Rồi chị Trang phải về về nhà rồi. Ra quán. Tính là anh mình nguy hiểm vậy. Đây. Hả? Xem gì mà an toàn. Thấy anh đi khắp nơi thì có. Nhưng mà gặp mày đứa kia đi nhiều. Chị ăn bữa tiếp xúc F0 nha. Con đi 4 giờ lấy với F0 nha. Xong. Vãi. Rảnh. Nói chung đâu phải ai bị đâu. Xui thì dính thôi. Ai? Nhà anh á. Ủa vậy hả? Rồi bà nhúng ngúng về luôn. Ủa nhưng ở bên nơi mình cũng sợ à? Có đi làm không? Đi làm anh dặn về chứ. Là anh sợ lại cho ba hay ba sợ lại cho anh? Tính ra anh Nam xung quanh anh Nam thôi F0 thôi không? Cô
Ê xúi vãi. Ừ. Ủa vậy là tỉnh ra bên anh bị hết rồi. Béo phì à? 115 kg. Vãi. Trời mụn quá trời. Cái mùi em nó vẫn còn nguyên dính nha. Chưa, chưa bị bao giờ luôn. Đỉnh không? Cả đồng tiền nữa là gì nữa? Sao nó có thể nhiều mụn như thế này nhỉ? Tuần trước em có đi không? Dạ không. Đi bao lâu rồi? Lần cuối cùng em đi chỗ này là cách đây 4 tháng. 4 gì? Người ta về quê 5 tháng không? 6 tháng rồi. Ờ không, em đi tháng 5. Ừ. Vậy là... Bây giờ tháng 12 rồi. 7 tháng. Mà có xài gì không? Dạ... Mà xài màu không? Dạ không, em xài có xài BHA. Xài cho nó lên mụn chơi vậy hả? Dạ, em có đi vài chỗ gần nhà nhưng mà thấy nó cũng không biết nó sao. Không hết đâu. Vâng. Nó lên thêm không? Em cũng không để ý nữa. Bọn em đang định đi ra lạt nhưng mà sợ nó nhốt ở trên nên là ở lại, ờ không đi nữa. Bọn em không biết có nhốt không nhưng mà ý là sợ lên đó test dương tính phát nó nhốt trên đó luôn, không cho về nữa. Anh đi làm gì? Chị anh đi ăn mồm làm gì? Chị anh chờ em lâu đó. Kinh khủng. Kiểu cái rem đó cái hành.
chưa hơi lâu. Rồi mua tổ hay mua đất? Anh tính mua ở đâu? Từ nhà anh á hả? Có miếng nào ngon không? Lên 12 đó hả? Ghê nhỉ. Dịch mà bạn rau nhỉ. Hả? Mua bao nhiêu? Cái chị ám kia 512 ghi kìa. Ôi bữa trước lại vậy mà hết rồi hả? Bữa trước mặt anh nhiều mụn lắm mà. Ghê vậy. Vợ hả? Ghê vậy. Cái thằng gì đó hả? Con hay là thằng? Tiện lâu rồi em có nói chuyện lần đâu. Thằng là dọn nình.
Vậy à? Chưa. Làm gì? Đổi bên đi.